Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ thôi. Ở video này thì Khải sẽ soi sơ đồ của em Sinh. Em Sinh là một võ đan nha anh em. Võ đan đúng không? Võ đan quyền đúng không ông ơi? Tại vì trên này nó không có báo lên em. Em Sinh coi võ đan thì có top không? Không có. Không biết phải võ đan không? Đây, anh em cùng xem qua sơ đồ của em Sinh. Hôm nay thì được top 10 với 129 mạng. Đó, anh em xem thống cơ em Sinh đang top 10 nha anh em. Hôm qua Khải định soi rồi, hôm qua ổng được top 5 thì top 6 vậy á. Khải định soi mà Khải soi không kịp. Rồi chúng ta cùng xem qua set đồ. Một cái nón chóng 40 dòng 1. Một vũ khí chóng 40 dòng 1. Hiện đang có cho mình 80 hiệu ứng chóng. Ok rồi anh em ơi, 80 chóng quá ok anh em ơi. Đây. Từ nón nè, vũ khí nè. Một dây chuyền kháng cảm 10, một dây chuyền kháng cảm 10. Một áo hở mọc. À tính ra chỉ đi kích được dòng 1 anh em ơi. Là hiện tại có những mình hiệu ứng chóng 80, kích được dòng 1 thôi, dòng 2 không kích nha. Đó, và một áo khăn lôi 19 phục hồi 40. Một đai lưng làm chậm 40. Một đai lưng làm chậm 40. Một nhận khăn lôi 19. Một bao tay làm chậm 40 tiếp tục. Một bao tay làm chậm 40 hiện tại đang có những mình là 80 chậm 80 chóng. Một nhận khăn lôi 19 tiếp tục. Giày khăn lôi 17. Ngập bội khăn lôi. Ôi, tính ra này phái này là phái gì vậy? Thúy Yên à? Tại vì kiểu này thì Khải nghĩ là Thúy Yên anh em à. Thúy Yên trưởng à? À đồ. Thúy Yên coi. Em Sinh đúng rồi. Tại vì nhìn vào sách đồ Khải nghĩ là không thể nào vào võ đăng được. Tại vì mang khăn lôi dòng 1 này không có gì kích nè. Đó, không có gì kích luôn. Khăn lôi dòng 1 tiếp cũng không có gì kích luôn. Đó, khăn lôi dòng 1 tiếp. Rồi ok, xác định đằng này là Thiên Yên rồi nè em ơi. Thiên Yên trưởng nha nè. Hôm qua được tập 6, ok đấy. Ok, chúng ta cùng xem set đồ của em Sinh làm một lần nữa nha. Thiên Yên trưởng nha nè. Thiên Yên song đao nha. Đây, nón dòng 1 nè. Vũ khí dòng 1 chón hiện tại đang có cho mình 80 chón. Đó, nhờ vào cây kháng cảm 10 hợp kim. Đó, rồi tiếp tục là cái áo khăn lôi 19 dòng 1. Nhẫn khăn lôi 19 dòng 1. Nội lực, nhẫn khăn lôi 19 nội lực dòng 1 luôn. Tất cả nó auto nội lực anh em ơi. Build đồ nội lực khá đẹp, 19 19, 4 món 19. Đó. Kèm một cái giày 17 nữa. Đó, khăn lôi cũng khá là ok. Và 80 làm chậm nha anh em. 80 làm chậm từ bao tay vào đai lưng. Nói chung set đồ của thế giới này build quá là chuẩn luôn anh em ơi. 80 chậm, 80 chón và cũng được gọi là khá khăn lôi anh em. Rất là nhiều khăn lôi đó. Anh này 19 này, 4 món này. Đó, cầm cho 17 hiện tại khăn lôi này cũng được 93 trừ âm đi thì khăn lôi này được 75 nha. Khăn lôi được 75 nha. Chọn 75 luôn. Dư chắc khoảng vài điểm thôi, không có không nhiều lắm. Đó, dư vài điểm không điều không nhiều lắm rồi nè. Trong set đồ này gọi là quá chuẩn nhờ Thúy Yên rồi. Đó. Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Thúy Yên song đao em Sinh. Một like một chia sẻ cũng như ủng hộ video của Duy Khải Gaming, một like một chia sẻ nha em ơi. Đó. Em xem làm một lần cuối cùng để kết thúc video. Nay em top 3 nha anh Ngọc Tuấn Lê ơi. Nay em tổng kim top 3, 170 mạng. Top 1 giết người luôn ấy. Top 1 giết mạng luôn ấy. Đó. Giá là ok. Chưa được cầm 1. Tính luôn gia truyền kháng cả 10 chưa được cầm 1 luôn em. Nói chung là thế giới này đồ này, như thế này quá đẹp rồi. Quá đẹp, quá chuẩn luôn. Rồi anh em đừng quên cho một like chia sẻ nha. Cảm ơn em xem video rất là nhiều.